sản Biển Đông xin giới thiệu với các bạn set lẩu hải sản số 1 với 2,2 kg hải sản, giá bán chỉ 988.000 đồng trên một set. Nguyên liệu tạo nên set lẩu được sử dụng bằng hải sản đang bơi bắt tại bể là tôm sú, mực, cua, cá, các loại ngao. Tất cả đều đang bơi để giữ nguyên lực vị tươi ngon của hải sản sống. Cua tại hải sản Biển Đông là cua không dây. Khi nhập cua về, chúng tôi sẽ gỡ toàn bộ dây ni lông để thay vào đó là những cái dây đít nhựa bé xíu không trọng lượng. Cá tại Biển Đông chúng tôi luôn thả hàng tấn cá với rất nhiều chủng loại như cá mú, cá chim, cá sủ, cá hồng, cá bơn, cá hồi, cá lăng, cá tầm. Các bể của chúng tôi luôn ngập tràn các loại ngao, ngao hoa, ngao vàng, ngao lưỡi đỏ, rất nhiều sò, ốc hương, ốc móng tay. Đây là những nguyên liệu chính tạo nên một set lẩu hải sản tươi ngon. Các bạn chỉ cần trả một khoản tiền nhất định để thưởng thức rất nhiều các loại hải sản tươi ngon trong set lẩu này. Tôm sú khi bắt tại bể sẽ dãy rất khỏe nên khi bày trong set chúng sẽ nhảy lung tung. Chúng tôi dùng phương pháp ngâm tôm vào nước đá lạnh để tôm tạm thời ngủ đông. Sau khi ngâm tôm trong nước đá khoảng 10 giây tôm sẽ nằm im. Lúc này tôm vẫn còn sống mà không dậy nữa và tôm vẫn đảm bảo được chất lượng rất tươi ngon. Xin giới thiệu với các bạn set lẩu hải sản số 2 với 2,6 kg hải sản, giá bán 1.188.000 đồng trên một set. Set gồm đầy đủ 6 loại hải sản: cua, tôm, cá, các loại ngao và mực. Giới thiệu tiếp với các bạn set lẩu hải sản số 3 với 3,3 kg hải sản, giá bán 1.488.000 đồng một set. Set gồm có cua thịt, tôm sú, cá song hoặc cá tầm, ngao lưỡi đỏ, ngao hai cùi, móng tay, mực. Set rất là đầy đặn. Set lẩu hải sản số 4 là một set đặc biệt nhất với những loại hải sản tươi ngon nhất như tôm hùm hoặc cua Alaska hoặc tôm Alaska. Set lẩu hải sản số 4 với 3,9 kg hải sản, giá bán 2.288.000 đồng một set. Bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều những loài hải sản tươi ngon nhất như là tôm Alaska hoặc tôm hùm, cua thịt, tôm sú, cá song hoặc cá lăng hoặc cá tầm, ngao lưỡi đỏ, ngao hai cùi, móng tay và mực. Các set lẩu đều có đầy đủ đồ đi kèm, có tới 15 loài rau, nấm, bánh đa, đậu phụ, váng đậu. Nước lẩu được ninh từ củ quả, thịt thăn, xương ống, rất là ngọt và thơm. Tới Biển Đông, bạn sẽ được thưởng thức set lẩu hải sản đang bơi với chi phí rất rẻ, đủ cho 6 đến 8 người ăn no. Biển Đông kính mời các bạn.